Mày bụng kia đi ngủ chưa? Mày bụng chưa đi ngủ à? Vẫn có xem điện thoại à? Hả? Tại sao? Tại sao xem nhiều thế? Đến giờ tắt điện thoại đi ngủ rồi. Nhanh lên! Không được bướng. Tắt điện thoại đi. Nhanh chưa? Hả? Ta sẽ ăn thịt những bé nào chưa ngủ nha. Biết câu chuyện ông mắt đỏ chưa? Câu chuyện ăn thịt những bé nào chưa ngủ đấy nha. Ta ăn thịt luôn nào. Nhanh nghe lời chưa? Tắt điện thoại đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Không phải bước. Không phải giờ xem điện thoại đâu. Sẽ ăn thịt bé nào xem điện thoại nào. Nào. Không ngoan nào.